Xin chào quý vị và bà con, rất vui được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa quý vị và bà con, E. coli là một trong những loại vi khuẩn đường ruột rất phổ biến ở gia súc và gia cầm nói chung và ở chim bồ câu nói riêng. Khi điều kiện vệ sinh chuồng nuôi không sạch sẽ, thức ăn, nguồn nước không đảm bảo an toàn thì việc chim bồ câu bị nhiễm bệnh là việc khó tránh khỏi. Hôm nay, Dr. Vet sẽ cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về bệnh tiêu chảy E. coli trên chim bồ câu. Về nguyên nhân và đường lây truyền của bệnh, bệnh do vi khuẩn có tên Escherichia coli hay viết tắt là E. coli gây ra. Đây là một loài vi khuẩn gram âm có nhiều chủng, được phân bố rộng trong môi trường sống của vật nuôi như thức ăn, nước uống, vật dụng chăn nuôi, và đây cũng là một loại vi khuẩn cư trú trong ruột của vật nuôi. Bệnh lây truyền từ chim bị bệnh qua chim khỏe khi tiếp xúc qua thức ăn, nước uống hoặc phân của chim bị bệnh, hoặc các loài động vật gặm nhấm như chuột, kiến, gián cũng là nguồn lây truyền của bệnh. Ngoài ra, trứng bồ câu khi tiếp xúc với phân bị nhiễm trong tổ cũng làm lây lan bệnh. Bệnh cũng có thể lây nhiễm theo chiều dọc, khi chim bồ câu mái đẻ nhiễm vi khuẩn E. coli trong ống dẫn trứng sẽ lây truyền qua trứng vào phôi và sẽ có sẵn trong cơ thể của chim bồ câu con khi nở ra. Bệnh xảy ra mạnh khi thời tiết thay đổi đột ngột hoặc khi thời tiết mưa phùn, gió mùa, độ ẩm không khí cao. Về triệu chứng biểu hiện của chim bồ câu khi mắc bệnh, vi khuẩn E. coli thường nhân lên và tấn công vào chim bồ câu khi sức đề kháng của cơ thể đang suy giảm, và chúng tấn công tập trung ở hệ tiêu hóa của chim bồ câu. Do đó, triệu chứng căn bản nhất của bệnh này là chim bồ câu bị tiêu chảy phân lỏng, nhầy, có bọt, màu trắng hoặc có mù màu xanh, mùi hôi thối. Một số biểu hiện chung của chim bồ câu khi mắc bệnh là ủ rũ, kém ăn, uống nhiều nước, lông xù, năng suất trứng giảm, mất nước nên chim trở nên gầy gò. Nếu đang trong giai đoạn nuôi con thì chim bố mẹ sẽ không mớm cho chim con. Bệnh ảnh hưởng đến chất lượng trứng của chim sinh sản, làm cho trứng bị thối hoặc ung trong quá trình ấp. Đặc biệt, bệnh tiến triển rất nhanh ở những con chim non có sức đề kháng yếu. Ở chim trưởng thành, nếu không chữa trị kịp thời thì tỷ lệ chết cũng rất cao. Về cách phòng và trị bệnh trên chim bồ câu, bà con có thể phòng bệnh cho chim bồ câu như sau. Phương pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là luôn giữ cho chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, thường xuyên phun thuốc sát trùng giúp tiêu diệt mầm bệnh quanh khu vực chuồng trại chăn nuôi chim bồ câu và khu vực máy ấp trứng của chim bồ câu. Bà con có thể sử dụng sản phẩm Desol Super của Interchemie Hà Lan hoặc Ioniracom của công ty VB Pharma để phun sát trùng toàn bộ khu vực chuồng nuôi để tránh các loại vi khuẩn lưu trú trong chuồng nuôi. Bà con chú ý phải phun ướt nền chuồng và khay đựng phân của chim bồ câu, và có thể phun cả vào người của chim bồ câu vì đây là những loại thuốc sát trùng rất an toàn cho vật nuôi. Hàng ngày, bà con vệ sinh máng ăn, máng uống sạch sẽ và phải đảm bảo nước uống của chim luôn sạch, thức ăn không bị nấm mốc, ôi thiêu. Định kỳ bổ sung vitamin và thuốc bổ để tăng cường sức đề kháng tự nhiên, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa, khi thời tiết thay đổi hoặc khi chim bồ câu bị stress do vận chuyển hoặc sau khi làm vaccine cho bồ câu xong. Ngoài ra, bà con cần thường xuyên theo dõi đàn chim để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời khi bệnh mới xuất hiện. Cách trị bệnh khi chim bồ câu bị bệnh. Khi phát hiện chim bồ câu nhà mình bị bệnh tiêu chảy E. coli, bà con cần tiến hành làm những việc sau. Bà con tách riêng những con chim bị bệnh để điều trị, tránh hiện tượng lây lan bệnh ra toàn đàn, thu dọn chuồng trại, phun sát trùng chuồng trại để tiêu diệt mầm bệnh cư trú quanh chuồng nuôi. Sử dụng phát đồ để điều trị bệnh do vi khuẩn gây ra trên đường tiêu hóa của vật nuôi như sau. Bước 1. Bù nước bằng điện giải, cân bằng hệ vi sinh bằng men tiêu hóa. Bà con có thể sử dụng sản phẩm điện giải Electronic VFS của Interchemie Hà Lan hay VitaHerb kết hợp với men tiêu hóa HPRO của công ty Sao Mai. Bước thứ 2, dùng kháng sinh để điều trị bệnh. Bà con sử dụng sản phẩm Coli 2400 Oren hoặc Coli 4800 VFS hoặc Interfrog Oren của hãng Interchemie Hà Lan để điều trị bệnh cho chim bồ câu. Bước 3, dùng thuốc bổ hoặc giải độc gan thận. Do bị bệnh và phải dùng kháng sinh nên chim bồ câu sẽ yếu hơn, nên bà con cần cho chim bồ câu uống thêm các sản phẩm thuốc bổ hoặc giải độc gan thận giúp chim nhanh khỏe. Các sản phẩm thuốc bổ bà con có thể dùng Stimusol Oren hoặc Amino Grow Oren của Interchemie Hà Lan hay Bicom VFS của công ty Sao Mai. Sản phẩm giúp giải độc gan thận, bà con sử dụng sản phẩm Intertolic Oren của Interchemie Hà Lan hay Hepaso Oren của công ty VB Pharma. Quý vị và bà con thân mến, trên đây, chương trình Dr. Vet đã cùng quý vị và bà con tìm hiểu về bệnh tiêu chảy E. coli trên chim bồ câu. Hy vọng những chia sẻ của chương trình sẽ giúp bà con phòng và trị bệnh thành công. Mọi thắc mắc hay góp ý xin gửi về cho chương trình theo số điện thoại hotline 098-222-0717. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những tập phát sóng tiếp theo của chương trình.